khi mà có ý định về quê, anh đã biết cái chỉ thị 16 cộng chưa ha anh Đồng? Biết chứ, hàng tới đâu cũng tới đó cho biết không. Có cũng chép mà đi cũng chép. Em sẽ gửi tặng anh là 500.000, anh Đồng nhận giúp em không Đồng? Dạ anh nhận đi, anh nhận đi. Anh nhận đi cho em vui, em nói thiệt. Nên mình sẽ chia tay tại đây ha. Dạ. Ok. Rồi anh lên đường ha. Gửi lời thăm, mình gửi lời cảm ơn tới các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ em nha. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện cách ly xã hội và chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Dạ anh Đồng hả? Dạ đúng rồi. Em Tịnh nè. Điện thoại hết pin còn 5%, không có làm gì được. Mấy hôm nay anh không có sạc pin điện thoại được à? Đâu có chỗ nào đâu sạc. Hiện tại là anh khỏe không? Hiện tại thì cũng còn ổn, còn khỏe, mà có cái là chưa có qua được cái chốt này nữa đó. Mấy anh này nói là chờ ở dưới nhà lên rước vậy đó, mà giờ ở nhà công an tỉnh nhà nó chưa qua rước. Hiện tại là anh đã di chuyển được đến đâu rồi ha anh Đồng? Di chuyển được tới dốc cầu Mỹ Thuận, chỗ Tiền Giang với Bến Tre giáp á. Dốc cầu Mỹ Thuận, Tiền Giang với Bến Tre đó. Dốc cầu Rạch Miễu chứ. À cầu Rạch Miễu chứ, cầu Mỹ Thuận là bên Cần Thơ rồi. À. Từ thời điểm mà anh xuất phát ở thành phố Hồ Chí Minh là nay là hơn 2 ngày rồi. Nhưng mà dạ, anh chỉ mới đi đến cầu Rạch Miễu thôi hả? Dạ. Là bị các anh kiểm dịch ở đó không cho mình lưu thông qua đúng không? Dạ đúng rồi. Các anh ở đó có chia sẻ thêm như thế nào để mình có thể lưu thông qua được không? Mấy anh ở đây thì anh nói là kiểu như tỉnh nhà là không có nhận người. Rồi bây giờ chờ ở dưới chỗ xã xin giấy phép rồi mới lên rước được. À có nghĩa là cái tỉnh Trà Vinh của anh là không có nhận người tha hương đi về đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh đã có gọi điện nhờ người thân của mình lên địa phương để nhận người tha phương đi làm về không? Dạ có gọi về rồi, ở dưới xã nhà cũng mấy anh công an xã cũng có gọi lên nói chuyện. Rồi mấy anh công an xã chia sẻ như thế nào, anh có thể chia sẻ thêm cho em được biết ha, anh Đồng? Mấy anh công an xã thì nói là bây giờ là đang căng lắm, rồi đợi hết chỉ thị đi rồi mấy ảnh mới có cái hướng là xin giấy phép rồi đưa xe lên rước về. Những ngày qua là anh ăn uống như thế nào anh Đồng? Ở đây thì mấy anh ở chốt này cho gì ăn nấy chứ đâu có ai bán buôn gì đâu mà ăn được. Có nghĩa là anh hiện tại là anh đang ở chung với mấy anh trực chốt qua đó luôn á hả? Ở gần chỗ này thôi chứ không có cho ở chung đâu, tại vì ở vỉa hè chứ cũng đâu được đi vô nhà vô gì đâu. Là mấy ảnh vẫn cung cấp thức ăn cho mình ăn, vẫn giúp đỡ mình đủ mọi cách, chỉ có cái việc là chờ địa phương của mình nhận người tha phương đi làm trở về mới được qua thôi đúng không? Dạ. Còn mấy ảnh là vẫn giúp đỡ cho mình ăn uống là bình thường đúng không anh? Dạ đúng rồi, mà ở đây cũng có nhiều người lắm chứ không phải mình em đâu anh Định ơi. À có nghĩa là có nhiều người cùng đi với anh Đồng nữa hả? Dạ cũng có nhiều người đi bộ giống em vậy đó, rồi nhiều người thì mang bầu mang bì đồ, ta cũng khổ lắm ta mới về mà không có được về gì hết trơn. Trời ơi, Nhiều người không anh? Nhiều lắm, mười mấy 20 người lận. Trời ơi, sự thương quá vậy. Cũng ở nhiều tỉnh khác nhau hay sao anh? Dạ cũng ở nhiều chỗ khác nhau, cũng cùng về tỉnh Trà Vinh đó, nhưng mà giờ ở đây mấy anh nói không qua được thì cũng ở đây luôn chứ đâu có đi được. Làm sao mà kêu gọi được ở dưới Trà Vinh đó, hỗ trợ thì sao mà cho người dân về đó, thì mới có đường sống, chứ giờ ở đây không cũng chết. Rồi nghe nói có những anh chị có bầu em thấy thương quá. Em kiếm chỗ sạc pin điện thoại rồi, có gì em quay lại em gửi qua cho. Để em trò chuyện với anh chút xíu nữa đi rồi anh sạc sao. Bây giờ là tất cả các anh chị đó là có gặp khó khăn không anh Đồng? Tất cả thì ai cũng như ai đó, là kiểu như là người ta chỗ trọ người ta đuổi về. Dạ. Rồi tiền bạc thì không có, rồi người ta tùm tóm nhau người ta về, chứ đâu có ai còn muốn đi trong lúc này đâu. Dạ. Rồi tất cả các anh chị em với anh á, thì mình ăn uống như thế nào, tại vì cũng hơn 10 người thì các anh trong chốt cũng đâu có thể giúp đỡ hết 10 người được đâu. Đúng rồi, ở đây thì đâu có giúp đỡ hết được lần. Rồi mấy người dân vòng vòng đây nè, người ta thấy vậy rồi người ta hỗ trợ. Dạ. Người thì cho mì, người thì cho tô cơm, rồi người thì cho nước. Trời ơi trời. Anh có tắm rửa được không? Tắm rửa gì có ai tắm rửa gì được đâu, 3-4 ngày trời đang. Có nghĩa là từ ngày em gặp anh ở nhà bè cho đến thời điểm hiện tại nay là hơn 4 ngày rồi, anh vẫn chưa được tắm luôn. Dạ. Còn mình có nước để mình sinh hoạt như là mình xúc miệng rồi mình rửa mặt không? Thì cái đó thì có, như mấy anh công an cho nước uống đó rồi nhín lại để xài đó, chứ đâu có mà điều kiện đâu mà làm được. Không có ai bán gì, cũng không có ai cho gì tiền. Hôm trước anh gọi cho còn nguyên, đâu có xài gì được đâu. Làm sao để em có thể giúp được các anh chị đi bộ từ Sài Gòn về dưới giống như anh được ta? Ví dụ như bây giờ nữa mà muốn giúp thì phải có một cái tiếp xe gì đó, hay là sao đó cái của bên nhà nước hỗ trợ người ta về được thì mới được, chứ còn mà lang thang kiểu này thì anh giúp được ngày chứ đâu có giúp được hoài. Những anh chị em đó đã đến trước anh hay là anh đến trước những anh chị em đó? Có 4 người đến trước rồi còn lại mấy người 5-6 người gì là tới sau cũng tới. Ở đây người dân ở đây ta cũng đang kêu gọi hỗ trợ đây, chứ cũng trời chứ cũng không biết tính sao luôn. Là tất cả những anh chị em mà đang ở đó với anh là thuộc tỉnh Trà Vinh hết? Dạ đúng rồi, tỉnh Trà Vinh hết. Nếu mà phải có điều kiện kết nối được ở dưới tỉnh nhà rồi kêu gọi người ta hỗ trợ, người ta cho xe đón thì mới được đón, chứ giờ cũng không biết sao đâu. Ở đây mấy anh này cũng có hỗ trợ này, nhưng mà cũng chưa có cái hướng nào để về được. Dạ. Nghĩa là bên tỉnh Tiền Giang với Bến Tre là sẽ hỗ trợ hết mức, giờ chỉ còn ở bên chỗ tỉnh Trà Vinh hỗ trợ cách đón những người con tha phương đi về thôi. Mấy anh ở đây là mấy anh nói giờ ở bển mà cho người về là mấy anh cho về. Dạ. Rồi trên cái tuyến đường mà từ thành phố Hồ Chí Minh về đến tận Tiền Giang, trên đường đi anh có gặp cái khó khăn gì không, có gặp sự cố gì không anh Đồng? Trên đường đi thì cũng thận không có gặp gì hết, kiểu như là đi qua mấy chốt thì mấy anh cũng hỏi. Dạ. Rồi cũng trình bày vậy đó, rồi mấy anh cũng cho qua. Nếu mà phải mà không cho qua thì cũng đâu có về được tới đây. Dạ. Bây giờ nước nôi thì khó khăn, nhưng mà có cái chú kia cũng ở gần đó, ông cũng có cái hướng là kéo cái dòi nước ra ngay chỗ mấy anh em đang ở đó cho tắm rửa. Dạ. Rồi cho cái miếng bạc mà để che đó là để che lại để cho mấy chị em phụ nữ tắm thôi, chứ còn ở thì ở chung đám gì. Anh cứ đi sạc điện thoại đi, tí nữa anh sạc xong đó rồi anh sẽ ghi hình cho em một đoạn là hiện tại em đang đứng giữa cầu Rạch Miễu và Tiền Giang, giao lộ giữa hai tỉnh khác nhau, và đang chờ sự giúp đỡ của tỉnh Trà Vinh. Và có thể ghi hình các cô bác anh chị mà đang ở chung với anh đang chờ để được đi qua chốt để về quê hương của mình, thì anh có thể ghi hình một số anh chị mà con cô bác cũng đang ở chung với mình. Còn cái chỗ mà cái chú đang kéo nước cho anh á, hoặc là những bà con cô bác mà đang cho mình ăn á, thì anh có thể cho em trò chuyện với các cô chú anh chị đó, em sẽ có cái phương hướng để giúp đỡ cho các anh chị đó được tốt hơn. À dạ dạ, vậy nha anh nha, tí nữa anh sạc điện thoại xong rồi anh ghi hình anh gửi qua Zalo cho em liền nha. Dạ rồi, vậy nha anh, bye bye anh. Dạ dạ, dạ, dạ. Chúc anh nhiều sức khỏe. À dạ. Kính thưa quý vị, tôi là Mạc Tử Vi, là phóng viên của tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. Hôm nay là tôi trên đường đi công tác thì tôi có qua cái đoạn đường này là thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, là ở ngay cái ranh giới từ tỉnh Tiền Giang qua tỉnh Bến Tre. Thì tôi gặp đoàn người là ở Trà Vinh, ở đây đang nằm ngang sắp dọc ở đây buổi trưa đây. Là đoàn người tỉnh Trà Vinh này là họ cho chúng tôi biết, họ cho tôi biết là họ đã lang thang ở đây, gọi là lang thang đi, họ đã sống ở đây. Cái vỉa hè như thế này là có người thì 4-5 ngày, có người thì 2 ngày, có người thì 1 ngày, có người 10 ngày luôn. Rồi trong đó là cũng có người đi bộ, có người đi xe đạp, có người đi xe máy. Rồi khi về đến đây thì là gặp cái chốt, ở cái chốt ở đây, chốt bên kia đường đấy quý vị. Cái chốt này là thuộc cái ranh giới chắn ngang giữa cái ranh giới tỉnh Tiền Giang với tỉnh Bến Tre, cho nên nó là cơ quan chức năng ở đây họ giữ lại những người đi về Bến Tre, những người đi về tỉnh Trà Vinh là họ giữ lại đây, họ giữ lại đây là bây giờ họ cứ bảo ở đây ngồi chờ vậy đó. Tôi vừa nói chuyện với một số bà con ở đây, họ nói giờ cơ quan chức năng là những người ở bên chốt họ cứ bảo ngồi ở đây chờ để chờ cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre, của tỉnh Trà Vinh đi qua đây là đưa người về, chứ không có Bến Tre không có tiếp nhận, nên là họ sống vật sống vạ rất là tội nghiệp. Đây ở đây cái đoàn này là gồm có là 11 người, vừa đến trước vừa đến sau là 11 người, trong đó có 8 tháng rưỡi đã gần sang rồi. Đây thấy là rất là cái tình trạng này, cái trường hợp này này rất là nguy hiểm này, vì là họ cá bầu gần sang rồi. Cho nên đó là tôi cũng mong muốn rằng cái cơ quan chức năng của tỉnh Bến Tre, chính quyền của tỉnh Bến Tre làm sao mà giờ tìm cách nào mà hỗ trợ họ bằng cách là rước họ về, đưa họ về cho họ được trở về quê hương, chứ để họ sống vả này tội lắm. Lấy được do nhỏ thì nhỏ nó cho như vậy là cái gì, như vậy là đoàn người của Trà Vinh đó là ở trọ ngoài vỉa hè này là đã qua nhiều ngày, có người ít ngày, có người nhiều ngày, có người tới 4-5 ngày, có người tới 9-10 ngày, có người 2 ngày, có người 1 ngày. Đó, gom lại hết là ở đây là đoàn này là có 11 người. Đó, thì trong đó có anh Đồng, cái anh mà được từ Sài Gòn nhà báo tặng cái chiếc xe đạp với lại 500.000 đạp từ thành phố về đây. Còn đây là anh Văn, thì đi bộ từ bến xe Chợ Lớn về tới đây. Tôi vừa trò chuyện với anh Văn thì vừa nghe anh Văn nói là anh Văn là đi bộ từ bến xe Chợ Lớn về đây. Rồi anh Văn cho biết đó là anh đi từ bến xe Chợ Lớn về đây đó là hết đi bộ từ bến xe Chợ Lớn. Em đi bộ từ bến xe Chợ Lớn, em đi về chợ, em lại ở dưới Bến Lức em đi ngược về bên Tân Bửu, em test xong bắt đầu em đi hướng xuống chợ Bến Lức nữa, người ta không cho vô, em đi bộ xuống đây là 20 tiếng đồng hồ. 20 tiếng là vừa đi vừa chạy á, vừa đi vừa chạy là không thể 20 tiếng được. Từ Bến Tre Chợ Lớn thành phố Hồ Chí Minh mà xuống đây là không thể 20 tiếng được, đó là anh vừa đi vừa chạy á. Em vừa đi vừa chạy á, chạy ban đêm á, chạy mới lẹ, bắt đầu chạy lên tới cầu Hạnh Miễu là nó đuối giò luôn, là sụm luôn. Vậy đó hả? Qua tới chốt này mấy ảnh mới chặn lại, mấy ảnh là dưới Trà Vinh là không bao giờ nhận, không nhận người nữa. Thì đợi bên ở dưới Trà Vinh, bên chỉ đạo bên Trà Vinh, bên Bến Tre liên hệ qua bên chỉ đạo bên Trà Vinh, mà người ta nó nhận người bên Bến Tre sẽ đưa qua tới cầu Huế Chiên. Còn bên Trà Vinh bây giờ nó là bệnh nhân là quá tải rồi, người ta không có nhận người nữa. Rồi bên đây người ta cũng không có cho mình về được. bên Trà Vinh ta không cho về, giờ bên đây người ta giữ mình lại. Cho nên nó là bây giờ ở vỉa hè, ở vỉa hè bà ngủ bộ mấy ngày trời, đi bộ 20 tiếng hồ mỏi chân quá, giờ ở lại vỉa hè. Ở lại bây giờ giấy test cũng hết hạn rồi, mới đi test ngày qua nữa rồi. Ủa khoan, sao anh lo bộ test sớm lại, đợi khi nào họ? Tại mình lố ngày sợ nhiều khi người ta lại người ta hỏi giấy tờ mình coi giấy test sợ nó phạt lố lên nó lây nhiễm cho người ta cộng đồng nữa thì nó lên khởi tố mình đó. Anh Dân có ý thức rất là tốt, cảm ơn anh Dân.